Này bà Mây ạ, việc chung châu hai nhà đều lỗi, nên rộng lòng bỏ quá cho nhau, cùng trải qua những bước ca gì sau nhé. Nói thì lòng tôi cũng hối, nhưng người ta có biết lỗi mình đâu. À vậy nhau chỉ là trong vây mắt tình nhai ra bây giờ thầy mất gan nát những người trong tổ hử chị? Sao bây giờ còn có người đớn mặt? Ghét ai thì đào đất đổ đi. Này, bà nói ai thế? Tôi nói gì mà? Ơi. Mà bà cũng rõ mà. Bà bảo ai rõ thế? Thôi. Là bạn láng giềng, không nên là nên lục đục. Không nên là nên lục đục. Người đông mà mất chuyện gì tới nhất. Chung của hai nhà, của đảng, của chính phủ cho chúng mình, chứ có phải châu riêng mình bà đâu mà bà dễ bán thế. Này Khóa, tao nghĩ kỹ rồi, con châu cứ là nên bán, sau có tiền lại tậu chứ sao. Mẹ nên nghĩ cho ra đầu cuối, cảnh mình nghèo tậu nổi được chăng. Con cơm ăn nên nghĩ lại. Rằng bao năm trước đời ta cực khổ, hãy nhớ đến thầy. Tống bao là bao năm tháng ấy, chứ bấy chạy mà lầm ấy than. Chết đi thời không một nén nhang. Nay không một mà nén nhang, chiếu không là không đủ bó. Chứ chẳng tàn mà đường ấy mà.
đời một mẹ ta đồng xa. Yeah.